nợ công Việt Nam tăng tới 1.500 Mỹ Kim mỗi đầu người, tính đến, đến từ Hà Nội. Mỗi người Việt Nam sẽ gánh khoảng 1.500 Mỹ Kim nợ công trong năm nay. Đó là theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam mới công bố trong tuần này. Theo đó, tới cuối năm nay, nợ công của Việt Nam sẽ tăng tới 63.92% tổng sản lượng quốc nội, tức khoảng 3.53 ngàn tỷ đồng, tương đương là 151 tỷ Mỹ Kim. Nợ công của Việt Nam bao gồm nợ của chính quyền trung ương, nợ của các chính quyền tỉnh và thành phố và những khoản vay được chính quyền bảo đảm. Theo báo mạng Vietnam Express, nợ của chính quyền trung ương chiếm phần lớn trong tổng số nợ công. Trong năm nay, ước tính sẽ lên tới 52.5% của GDP hay 2.9 ngàn tỷ đồng, tương đương 125 tỷ Mỹ Kim. Theo các con số vừa nêu, thì mỗi người Việt Nam sẽ phải gánh khoản nợ công bằng 35 triệu đồng, tương đương là 1.500 Mỹ Kim trong năm nay. Còn số này tăng gần 150 Mỹ Kim so với khoản nợ công tính trên đầu mỗi người hồi năm ngoái là 1.350 Mỹ Kim. Từ năm 2013 đến năm 2017, nợ công của Việt Nam đã tăng 6.8 điểm phần trăm. Tại một hội nghị hồi tháng 5, Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam cho biết lý do chính khiến nợ công tăng không ngừng là do sự bội chi. Bộ này cảnh cáo rằng nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, thì Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ nợ công có tính bền vững thấp nghĩa là sẽ không trả nổi nợ nếu không đi vay thêm chỉ để trả nợ